từ tháng ngày. Còn đây là cây lan, về lan dạ Minh Châu đi. Dạ Minh Ngọc, dạ Minh Châu đấy. Hay là gọi còn gọi một tên nữa là lan Bạch Dương. Lan Bạch Dương. Bây giờ cô sẽ giới thiệu với cả mọi người đi xem biết là đấy từ cái cây mà Tết cái ấy, mọi Tết mọi cái người mua sau. Về ấy. Mua xong thì bây giờ mọi người muốn trồng thành cái cây để cho năm sau thì thời điểm trồng là bao giờ và cách trồng và chăm sóc như nào? Đấy cũng từ tháng giêng là bắt đầu từ tháng giêng hai là cắt này, cắt xong là cho cái bịch này này, xong đến lúc nó ra rễ thì cũng bắt đầu cũng sang bịch như trạng nguyên này, như là cái trạng nguyên này. Đấy hai thứ nó giống nhau. Cắt thì chọn cành như nào cơ nhỉ? Cắt cứ có cành nào cắt tất. Có. Nghe một cây nó có cành nào cắt. Một cây có cành nào bé cắt nhất, tất, bé nhất cũng được, bỏ ra, không. Còn đâu là dùng được hết đấy, đúng không? Tất. Cây đấy là coi như vứt đi, không trồng trong năm thì sau nữa. Bố mẹ nó kia, đấy thì bố mẹ nó kia. Đó, đây. Và tí nữa cháu sẽ quay cây bố mẹ. Xong mình cắt cành, xong cắt, cắt cành, chiều xong. Dài khoảng cứ độ 10 phân thôi. Đấy, 10 đến 15 cm. Xong rồi cắm vào cái này, bầu đất bé như thế này. Vâng. Đấy, rồng bắt đầu độ tháng rồi nhỉ, tháng rồi bắt đầu là mình ra bịch. Vâng. Ra bịch hôm nay mai lại cấu. Đấy, cũng cấu như cái công đoạn như trạng nguyên này này. Có nghĩa là đấy. Lại một tháng sau lại cấu như trạng nguyên. Ừ, đấy cũng như thế ra có cần, cùng trạng nguyên là có cái kinh nghiệm gì không? Ví dụ có giống như trạng nguyên là mình phải cấu tầm 9 giờ không hay như nào không? Không, cái này thì không sợ, có một cái trạng nguyên này nó là giống giữa ấy này. À. Thì nó mới bị sợ thế, cái này thì vô tư. Rồi, cứ cấu thế đó. Ừ, cấu thế bao cấu bao giờ lại cấu đợt 2? Cấu xong là đến tầm nó lại lên tháng 8 mà gần phải tầm tháng 8 sang chậu này, để chắc phải tự tháng 5 là tháng 5 tháng 6 bắt đầu mình lại bấm. Vâng. Bấm để quyết định cho vào luôn đấy đấy. Vâng. Còn đến mấy hôm nữa là cô phải bấm một lần nữa đã. Dạ. Đấy, bấm một lần. Xong lại đợi đến độ tháng 5 tháng 6 bắt đầu mình lại bấm một lần nữa là tháng 8 cho vào chậu. Vâng. Đấy. Cách chăm sóc như nào cô nhỉ? Cũng là phân này cũng tưới phân hoặc là bỏ cách gốc ra như trạng nguyên này này. Vâng. Đấy, thế thôi. Dạ, vâng. Còn mà ngâm được ra thì càng tốt đấy. Còn đâu như mà thường thường lúc bận thì là cứ chỉ bỏ. Vâng. Bỏ xong là tưới luôn nước lã vào. Dạ. Đấy. Nó có nhiều cách mà. Các cái cây bố mẹ của cây Ngọc Dạ Minh Châu hay là còn gọi là cây Lan Bạch Dương. Những cái cây này thì cô sau lại phải bấm chứ đúng không? Để có lại đến độ tháng 5 thì bắt đầu cô mới bấm. Tại đằng này nó bố mẹ nó to cành rồi. Thì để tháng 5 bắt đầu mới bấm một lần thôi. Bây giờ thì là không lấy không. Cành để bây giờ không cắm được nữa, chỉ tháng riêng 2 mới cắm được. Vâng, chỉ tháng riêng tháng 2 thôi. Cành thì cứ lấy hết tất cả các cái cành này đúng không? Cứ lấy tất cả các cành đây. Còn đâu là bấm, bây giờ ít nữa bấm mình bấm xuống đây. Đấy. Bấm rồi. Đấy còn để lại từ đây lên này. Vâng. Đấy. Thì một cái cây này mình bấm ra nó ra bao nhiêu cành đây này. Đấy. Vâng.